Có nên bật bình nóng lạnh cả ngày? Những lưu ý bạn cần biết. Khí hậu trở lạnh là thời điểm máy nước nóng được sử dụng thường xuyên. Để thuận tiện hơn cho việc sử dụng, rất nhiều người để thiết bị hoạt động cả ngày. Vậy có nên bật bình nóng lạnh cả ngày hay không? Hãy cùng giải đáp thắc mắc trên trong bài viết sau đây. Có nên bật bình nóng lạnh cả ngày? Câu trả lời là không. Việc bật máy nước nóng hoạt động 24, 24 có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng dưới đây. Gây lãng phí điện năng Nguyên lý hoạt động cơ bản của máy nước nóng là đốt nóng sợi dây mạch sổ trong bình để làm nước nóng lên. Mặc dù thiết bị được thiết kế phức tạp, hiện đại hơn nhưng khi bật máy quá lâu thì rất dễ bị dò dỉ điện mà dẫn đến cháy nổ gây nguy hiểm. Chính vì thế, bình nóng lạnh không nên bật cả ngày. Bởi khi đó, bình sẽ có chức năng làm nóng khi nhiệt độ nước trong bình giảm xuống ở một mức nhiệt nhất định. Nhiệt độ bên ngoài thấp hơn trong khi bình bảo an không hoàn hảo khiến máy phải hâm nóng thường xuyên gây tốn điện dù bạn có nước nóng hay không. Không cần phải lo lắng vấn đề không bật máy nước nóng thì không có đủ lượng nước nóng để sử dụng. Có rất nhiều loại bình nóng lạnh với khả năng giữ nước từ 48-72H. Nhờ vậy, không cần bật thiết bị cả ngày nhưng vẫn có đủ nước để sử dụng. Có nên bật bình nóng lạnh cả ngày. Không nên bật bình cả ngày để tránh lãng phí điện năng. Làm giảm tuổi thọ của máy nước nóng. Để bình nóng lạnh hoạt động cả ngày gây nên những hậu quả ảnh hưởng tới tuổi thọ của thiết bị như bộ phận cảm ứng nhiệt hoạt động liên tục lâu dần sẽ giảm độ chính xác và tuổi thọ của máy thanh đốt bị ăn mòn nhanh hơn trong môi trường nước xấu thanh nhanh bị đóng cạn giảm tuổi thọ và gia tăng khả năng xảy ra dò điện từ thanh đốt ở bên trong lớp cách nhiệt tốt nhất cũng không thể giữ nước nóng hoàn toàn trong thời gian dài do đó bật bình để đun một lượng nước nóng không cần thiết là nguyên nhân gây lãng phí điện năng và dễ gây cháy nổ các linh kiện trong bình nóng lạnh luôn ở trong môi trường nhiệt độ cao dễ dẫn đến nước vỡ và suy giảm tuổi thọ Bật bình nóng lạnh cả ngày nên hay không? Tuổi thọ của thiết bị bị ảnh hưởng. Gây nguy hiểm khi sử dụng có nên bật bình nóng lạnh cả ngày. Trong nhiều trường hợp, việc bật máy nước nóng thường xuyên gây ra hiện tượng quá tải điện. Điều này dẫn đến các thiết bị khác xung quanh bị chập cháy vì nguồn điện không ổn định. Bên cạnh đó, việc hoạt động 24, 24 yêu cầu các bộ phận bên trong thiết bị luôn hoạt động. Rõ ràng rằng hoạt động quá công suất khiến các linh kiện này dễ bị hư hỏng, gây ra các hiện tượng dò dỉ điện ra bên ngoài và nhiều tai nạn không mong muốn khác làm thế nào khi gặp các sự cố liên quan đến bình nóng lạnh có nên tự sửa chữa lỗi máy nước nóng tình trạng máy hoạt động quá tải gây nên nhiều hư hỏng nặng nề cho máy nước nóng tuy nhiên hầu hết các lỗi của thiết bị đều yêu cầu phải có kỹ thuật chuyên môn cao và dụng cụ chuyên dụng mới sửa chữa được chính vì thế rất khó để bạn có thể tự mình sửa chữa thiết bị tại nhà nếu thực hiện không đúng sẽ khiến lỗi ngày càng hư hỏng nặng hoặc phát sinh các lỗi khác do đó cách tốt nhất bạn nên liên hệ ngay đến các đơn vị cung cấp dịch vụ sửa máy nước nóng lạnh chuyên nghiệp để được hỗ trợ. Có nên tự sửa lỗi của bình nóng lạnh. Đơn vị sửa chữa máy nước nóng chuyên nghiệp tại TP Hồ Chí Minh Lì Mổ Xạ. Tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, Trung tâm Điện lạnh Lì Mổ Xạ hiện đang là đơn vị uy tín được nhiều khách hàng tin tưởng lựa chọn sử dụng khi có nhu cầu sửa máy nước nóng. Lì Mổ Xạ cam kết mang đến cho khách hàng những lợi ích sau. Đội ngũ kỹ thuật viên trình độ chuyên môn cao và nhiều kinh nghiệm. Kỹ thuật của Lý Mổ Xạ có thể khắc phục 100% các lỗi thường gặp của hầu hết các hãng máy nước nóng trên thị trường. Các linh kiện được sử dụng đều là hàng chính hãng 100%. Do đó, khách hàng có thể yên tâm về chất lượng và tính an toàn. Lý Mổ Sả cung cấp dịch vụ sửa máy nước nóng ở hầu hết các khu vực trên địa bàn trên TP Hồ Chí Minh một cách nhanh chóng. Chỉ trong vòng 30 phút sau khi nhận thông tin, kỹ thuật viên sẽ có mặt tận nơi để kiểm tra tình trạng thiết bị. Mức chi phí dịch vụ có tính cạnh tranh cao và hợp lý. Khách hàng có thể tham khảo bảng giá niêm yết do trung tâm cung cấp. Cam kết không có tình trạng kỹ thuật tự ý hết giá hoặc báo giá sai. Bật bình nóng lạnh cả ngày có nguy hiểm. Đơn vị sửa chữa máy nước nóng chuyên nghiệp. Để biết thêm nhiều thông tin về vấn đề trên, đừng ngại ngần liên hệ với lì mổ xạ qua số hổ lái nạ 19002276 hoặc 0933 599 211 để được tư vấn kỹ càng hơn. Lưu ý khi sử dụng thiết bị có nên bật bình nóng lạnh cả ngày để sử dụng bình nóng lạnh một cách hiệu quả và an toàn, bạn nên lưu ý các điểm sau. Chỉ nên bật thiết bị trước khi sử dụng 5-10 phút. Nếu bạn sử dụng nhiều thì nên bật trước 10-15 phút là được. Chọn lựa dung tích của máy nước nóng phù hợp với nhu cầu sử dụng. Nhờ vậy, công suất hoạt động sẽ được tối ưu và tiết kiệm được điện năng. Không bật máy hoạt động 24, 24 để tránh tình trạng hoạt động quá tải. Nên sử dụng thiết bị có nguồn gốc rõ ràng, có chính sách bảo hành và chất lượng được đảm bảo nên lắp đặt thêm các linh kiện phụ như dây chống giật để đảm bảo an toàn khi sử dụng thiết bị trong môi trường ẩm ướt thường xuyên. Kiểm tra máy nước nóng định kỳ để kịp thời phát hiện hư hỏng và khắc phục. Nếu xảy ra lỗi hãy nhanh chóng liên hệ với các đơn vị sửa chữa chuyên nghiệp để được hỗ trợ, không tự ý thực hiện việc sửa chữa tại nhà khi không có kiến thức và kỹ năng. Lưu ý về việc có nên bật bình nóng lạnh cả ngày. Lưu ý về việc có nên